xây đủ 21 tấn chưa? Đủ 23 thì xây chưa? Thiếu mà các ông tự chịu ấy, tôi trả tiền thôi đấy. Nhá. Đếm chưa? Ơ thế không, các ông không đếm à? Giả tiền nó rồi đấy. Đây. Hôm nay cái chị mà bụng chửa hôm trước là chắc là sinh rồi à? Đẻ rồi à? Chị, anh. Cái chị chửa hôm trước đẻ rồi à? Đẻ được mấy hôm? 3 hôm rồi á? Ui dồi, thế mà hôm vừa dịu đấy xong về đẻ luôn à? Hả? Hả? Ui dồi. Thế là đẻ rồi. Đẻ được mấy hôm? 3 hôm rồi à? 3 tối rồi. Thế thì tính ra là chỉ có dịu từ hôm đấy xong cái là về tối đẻ thôi. Nhờ, phải không? Ai à? Đẻ phải chắc là đi bệnh viện chứ hay là có hay là đẻ ở nhà? Đẻ ở nhà luôn. Ai à? Dễ đẻ nhờ. Không cần phải đi ra trạm xá à? Đẻ tại nhà à. Dạ. Em vừa lên đến đây. Vừa bắt xe lên đây luôn. Phải bắt taxi lên đấy, gọi taxi đi đấy. Rất là tốn kém và thời gian. Đấy nó gấp rút. Nó hộ chắc là ông này ông ấy, không biết ông cho mình ăn thuốc gì không mà mình cứ miệt mài với ông ấy suốt. Nghiện ông ấy. Hai tấm bờ lô 40 cân đi nhẹ như bay. Khổ nhất ông này, già rồi nhưng mà không thua thanh niên như nào. 65 tuổi và hai tấm bờ lô như này, đi như này đi mấy chuyến rồi đấy. Ông này không uống một giọt rượu nào nhưng mà ông con này là người ta đến giúp như này là cứ buổi chiều lại phải uống rượu với cả hàng xóm. 3 giờ là hàng xóm nghỉ rồi, ăn cơm rồi. Thế còn cái mấy cái anh mà thuê riêng kia ấy, thì là đi làm từ sáng đến tối luôn. Thuê nó khác ấy, là nhờ cái này khác. Thôi tất nhiên là nhờ đến như này thì là bà con lại ăn cơm giúp đỡ, có cái tinh thần giúp đỡ gia đình này rất tốt. Tại vì khi đến cái công đoạn xây kia ấy, thì là nó yêu cầu phải cần kỹ thuật, phải những người xây biết xây. Chứ không phải ai cũng biết xây được đấy, cũng không thể nhờ người ta suốt thế được đấy. Rất là cảm ơn cái chú Huỳnh Tấn Đức, chú đã hỗ trợ các thứ. Và đây là xong là tôi lại trích luôn cái tiền tiếp đấy của chú ra để giả cái tiền công xây. Thế là tất cả là nhà này là chú Tấn Đức đã hỗ trợ cả cái nhà luôn rồi, tất tần tật rồi, là được cái nhà rồi. À, ngon rồi. Đây là hai em này là vợ của hai cái em trai em cậu ấy phải không? Chị Pâu à? Chị Pâu, chị học. Hai em này không biết tiếng. Đấy. Lấy chồng từ tuổi còn thơ. Cũng không thơ đâu. Hơn em chồng mình một tuổi đấy. Thì rất là nhanh. Ý như chạy luôn. Dạ.
Thì cái này ông chủ phát chịu hay là như anh tự chỉ cho bọn làm đấy? Ông chủ mình giả tiền cho mấy anh này mà xây mà. Thế à? Mấy triệu? Lúc nãy là bảo 6 triệu, anh chủ nhà bảo lại rồi. Phải không? Đúng chưa? Thêm thêm ngày là hết tiền. Thêm năm cho viên cảnh. Thêm năm cho viên ngày là chỉ có thêm tiền thôi. Thêm 2 triệu. 2 triệu thì 8 triệu à? 8 triệu thì không giả đâu. Vừa nãy nói lại rồi, vừa nãy là nói là 6 triệu rồi. Ông ấy may không? Hả? Hôm nay ông đẻ vào cái giờ gì? Hả? Ông ấy gặp em phải không? Không biết ông đẻ vào cái giờ gì đấy. Bảo ông ấy là còn làm em nghiện, em cứ về cái em là phải 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 lên ngay để hộ ông ấy. Thôi anh em ấy là thôi tính rồi, là xây xong hết cái nhà này được chưa? Ông bạn áo xanh xây xong hết là tôi sẽ giả 8 triệu cho các ông, đúng được chưa nhá? Tại vì là xin lỗi là vừa phải mua thêm một xe gạch nữa, tôi lại phải trả thêm tiền một cái xe gạch đấy rồi đấy, trả tiền xe gạch rồi tất cả những cái phát sinh lên mà tôi giả rồi đấy. Bây giờ các ông là không được đòi hỏi nữa nhá, từ bây giờ trở đi là đúng nhớ là 8 triệu là 8 triệu được chưa? Đóng khuân rồi đấy. Thế là quá vô tư rồi. Đấy là có 6 ông làm nhưng mà đấy bây giờ lại bảo là mai các ông lại nghỉ, tôi rất là buồn. Sáng mai các ông lên làm đi. Sáng mai làm được không? Mai đi chợ mua đồ đạc rồi. Đồ thì khác có người mua, cử người khác đi. Chỉ mấy ông đi mua được thôi à? Không biết mua gì. Nó đã là chủ rồi, chủ phải đi mua rồi. Chủ nhà. Chủ nhà. Thế làm gì thế, còn 6 ông kia cũng đi mua nốt á? À? Hả? Thế còn làm ở đây 6 ông cơ mà. Hả? Thế là không có ông đi mua thì còn 5 ông kia cũng đi chơi thì mua cùng à? Hả? Thế 5 ông kia mai lên đây làm nhá. Nhá. Được chưa? Bảo đi. Hả? Mai chủ nhà là mai phải nghỉ, mai nghỉ rãi rồi. Mai chủ nhà nghỉ hết cả nước mà. Chủ nhật là nghỉ hết cả nước. Các ông tôi chịu các ông đi làm này, đi làm này. Tôi bảo là không phải nguyên ông chủ nhà lắm lý sự mà cả các ông cũng lắm lý sự luôn. Ôi, các ông đi làm thuê đi làm là công lấy tiền này rồi các ông bảo chủ nhật cũng nghỉ này thì đòi hỏi chế độ này thì chết rồi. Được rồi, sáng mai tôi khắc đi mua chợ mua đi mua lợn cho các ông ấy. Thế là thứ hai tôi lên ăn cưới nhà ông nhá. Ừ. Thứ ba là bắt đầu lên làm. Thứ ba mà ông ăn thứ hai ông ăn cưới mà thứ ba ông say rượu thì làm sao? Thứ ba không say đâu. Chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Ừ. 100% luôn. À. Ngủ một đêm xong sáng nó tỉnh rồi lại lên 6 giờ lên đến đây là. À, rồi sáng thứ ba nhé, đúng 6 giờ các ông phải trồng tường cho tôi. Nhá. Các chị biết là anh ấy mua con chó của nhà ai không? Con chó này này. Mua của bà, giả tiền chưa? À, 300 nghìn phải không? Đúng rồi, mua của bà. À, hôm trước cho tiền rồi mà. Ừ. Sao? Hả? Bỏ cho ai cho tiền? À, hôm trước cháu cho rồi. Cháu bảo phải đi giả đi, không được nợ. Chó nuôi sắp được thịt đến nơi rồi. Quay ngay là nó phát ngay. À không, tối về. Tối về mới phát. Quay luôn là phát luôn. Không. Tất cả đều liệu. Anh lo hết thì anh bảo chủ nhà thì nhá, mua đồ ăn thì mua cho ngon ngon anh ăn. Đồ ăn em mua thịt vào đây. Kia đây, em mua 7 cân thịt vào đấy. Các loại
Em còn thay một cái nhà thì chặt xuống chém cái gì. Sao mà chết hết tụi ông. Các bác là cũng phải thương anh ấy, là cũng là nghèo. Bây giờ mà anh ấy mà phải giả hết mà anh ấy chịu nợ thì làm thế nào, đúng không? Là mong sao là anh ấy xong được cái nhà mà anh ấy không phải nợ nần gì là được rồi. Các bác cũng thấy vui đúng không? Anh em là cũng thôi, tất nhiên là đây các bác là 9-10 giờ đến đây là hỗ trợ giúp đỡ. Xin chào. Cháu trả tiền nốt cả cái xe gạch kia nữa luôn. Trả hết. Dạ. Đây. Cháu trả hết cả cái xe gạch. Bảo thiếu gạch bổ sung thêm một xe nữa. Trả luôn. Trả hết. Tám triệu xây nhà ông ấy không phải giả, các ông tìm tôi lấy tiền nhá. Mai thì trốn đi luôn sang Trung Quốc. Nhà này là em cũng chỉ là hộ một ấy thôi, chứ còn là chủ yếu là cái chú, tất cả là chú, cái chú Tấn Đức ấy, chú hỗ trợ đấy. Còn nếu mà phát sinh thiếu đâu thì em khắc điện để hỏi, để xin thêm chú ấy đấy, nếu có phát sinh hoặc là nhờ có ai mà thương ấy thì họ sẽ giúp đấy. Còn tất nhiên là lại còn được mai ba con lợn rồi. Mai có 3 con lợn rồi, ngày chợ mai đi mua cho 3 lợn lên rồi. Ba lợn, tí nữa bảo ông quây cái đá vào đi, hoặc là trói chân đấy. Mà lợn thả đây thì nó đi đâu? Có đi đâu không? Tí nữa mai trói chân vào mấy ngày xong rồi thả ra nó chả đi đâu mà, đúng không? Xong rồi làm chuồng sau. Rồi, xếp quay cái đá vào là thả vào đấy tạm, xong hôm nào xong nhà thì đấy, thế là giả được quá gì nữa, được nhà được ba lợn xong. Giờ bố mẹ đẻ được bố mẹ không giúp được bao nhiêu. Hai em gái này va cũng khỏe đấy nhỉ. Sao được một chuyến đã hỏng xe rồi à? Anh. Hả? Đứt dây gà á? Úi giời. Thế là còn làm gì còn xe nào chở xi nữa, hết xe rồi à? Đây là xe đây, chở đi. Thanh niên khỏe mạnh. Bà lô xong chưa? Còn mấy tấm nữa? Huy động khênh xuống hết đi, xong rồi tí nữa còn bột đá. Xong rồi cho các bác nghỉ ngơi để con ăn cơm, chiều làm tiếp. Làm thế thôi, làm nó cũng vừa sức thôi đúng không? Thế mệt rồi. Chuyển bao nhiêu bờ lô với cả xi măng xuống đây rồi. Một tấn xi măng với cả bờ lô đây bao nhiêu rồi. Mình nghỉ. Nhanh xong nghỉ ngơi thôi. Nỉ à? Em dâu. Tí đát lầu là vợ của em cộng. Bò nỉ của đát lầu. Vợ của em cậu biết rồi. Đây là mẹ. Đấy, mẹ này. Nó
Không thì nấu hết đi bác ơi, nấu hết đi, đông người quá. À, phải ít quá phải không, đông người. À, thôi chiều ăn cái khác, không cho nhìn thấy đông người quá. 7 cân thịt. Lợn đen. Đi qua Lũng Phìn mua luôn đấy. Đông quá mà bảo 7 cân không ăn thua. Nên tính là như này nhá, nếu mà nhờ như này anh bảo cứ triệu một bữa thịt như này cũng chết. Đúng không? Đông như này cứ kéo nhau về như này đông chứ không nhỉ? Nên này mà gia chủ mà không có thì chả biết à. Đúng không? Hay là chủ nhà còn đang định bớt đây để làm nửa thôi. Để không, lúc đầu em bảo là một nửa. Tưởng nghĩ một nửa thôi. Đông người quá làm hết đi. À, chỉ muốn rửa, muốn lau một chút mà. Sao anh? Đang bảo là phải hút qua. Đốt qua cái bì nó đi, tí nó cho nó mềm. Anh Hải ơi, cái chị mà hôm nọ chửa ấy, đẻ luôn rồi, tối hôm đấy về đẻ luôn. Đẻ luôn à? Ồ, bảo đẻ 3 tối rồi. Ôi dồi. Vợ của anh nào không nhỉ? Cái chị mà hôm nọ bê gạch ở đây này. Của anh bố. Thế chị tỏ khỏe đấy nhỉ? Vẫn đi làm như này mà tối hôm sau là đẻ luôn. Chị tỏ khỏe. Dễ đẻ phải không? Ồ. Mà đẻ luôn nhà, không ra chậm xá. Anh đẻ con trai à? Trai. À. Hai đứa mà, đứa kia, đứa ở ông Ly kia cũng để được con gái. Ờ. Đứa thằng em có để sau tháng này để. Hôm nọ một con bê gạch ở đây mà. Vừa mới được mấy hôm hôm nay lên đã bảo đẻ được 3 tối rồi. Để đi đẻ. Ừ. Đến chỗ kia sao không đào tiếp vào đi? Hả? À?
Không cần à? Đấy, giao nhiệm vụ các anh cứ làm nó chắc là được. Mai kia ba hôm lên lại đến bảo ôi đổ rồi. Đúng rồi, mình làm còn tình làng nghĩa xóm ở đây nữa, phải không? Đúng rồi, mai ngày kia có nhà nào nữa mới lại thuê chứ. Đúng không, mai nhìn thấy mình lại họ lại chạy mất cả dép luôn nữa thì. Đấy, bây giờ Mỹ Hải phải về nấu cơm cho vợ. Về nấu cơm cho vợ rồi. Mà Mỹ Hải phải về nấu cơm cho vợ. Ừ. Mình em ở đây thôi. Đây được không ạ? Thịt lợn đen này nó có lắm cái chân lông rồi, phải đốt hết đi. Phải không chị? Phải nói là họ đến giúp rất nhiều, rất bỏ ra rất nhiều công để giúp, không phải đơn giản đâu, cứ lầm lũi người chở xi măng, người bốc gạch xuống. Tôi nói thật các bạn là ở dưới xuôi thì chắc là các bạn sẽ không bao giờ thấy có cái cảnh này nữa rồi, rất là ít, khẳng định là vậy. Mà có đến giúp đỡ thì chắc là còn phải mâm cao cỗ đầy luôn. Chứ đây tôi mua thịt vào lúc đầu bảo 7 cân chia đôi ra ăn hai bữa, mà lượng người đến đông như này 7 cân thịt nó không thấm ở đâu. Thịt thì các bạn biết rồi, thịt đầu, cái đầu lợn ấy là 100.000 cân, còn cái thịt mà nó dính tí vai này vào ấy thì nó rơi vào khoảng 120, 130. Còn mông với cả nạc kia thì các bạn biết rồi, thịt nạc là 220 hơn cả thịt bò. Bò bây giờ không thấy có bán thịt nữa. Nhà này tính là 3 gian, 1, 2, 3. Đấy. Hàng này thì là vào tường luôn. Đấy.
Nồi cơm đây. Nào mà nấu nấu canh vung thế này, đầy quá chị ạ. Ba ngày chắc là có đủ ăn không? Không đủ á? Phải ăn thêm mèn mèn à? Thế sao anh không nấu nhiều vào? Nấu thêm nữa không? Nấu thêm nữa không? Thêm thêm nồi nữa gì? À, kia nồi kia chị? Nồi kia là cơm đấy à? Lima,